chiến tranh. Sự khốc liệt của chiến tranh không ngăn được tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, của lực lượng thanh niên xung phong. Những chàng trai cô gái tuổi 20 đã đi vào huyền thoại với những dấu ấn, như câu chuyện về 13 nữ liệt sĩ anh hùng người Thái Bình đã hy sinh bảo vệ tuyến đường sắt Bắc Nam, khu vực ga Thanh Hóa. Đặc biệt, câu chuyện về 10 cô gái ở ngã ba Đồng Lộc đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh quả cảm của lực lượng thanh niên xung phong. Tiểu đội xếp hàng ngang, không thấy em về cũng ơi. Chín bạn đã quay quân, chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi mô mịt mùng khói lửa, Đồng Lộc sáng xưa, cánh chim lìa bầy. Cúc ơi, em nằm nơi nào? Lòng đất sâu thì lạnh lòng, mà áo em lại mỏng. Da em xanh và mái tóc còn xanh. Về với anh, Cúc ơi, về đi thôi ơi, Cúc ơi. Về tắm dòng sông trong ngàn phố, về ăn trái quýt đỏ sơn băng, cơm chiều chưa ăn gối còn thêu giờ, đồng đội đang chờ em đùa gắm mà cơm úp, đồng đội khóc tên em cạn khô mà dòng lệ. Không thấy em về cũng ơi, chín bạn đã quay quân, chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi mô mịt mùng khói lửa, Đồng Lộc sáng xưa, cánh chim lìa bay. Cúc ơi, lòng đất sâu thì lạnh lầm, mà áo em lại mỏng. Da em xanh và mái tóc còn xanh. Về với anh, Cúc ơi, về đi thôi ơi, Cúc ơi. Về tắm dòng sông trong ngàn phố, về ăn trái quýt đỏ sưng, cơm chiều chưa ăn gối còn thêu giờ, đồng đội đang chờ em đùa gắm mà cơm úp, đồng đội khóc tên em cạn khô mà dòng lệ. Ở đâu em ơi, về thôi Cúc ơi,
nằm đâu em ơi, về thôi.